Xin chào quý vị và các bạn. Đêm nay và rạng sáng mai 19 tháng 5, do xuất hiện hình thế mưa do hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao, mưa rào rải rác có thể xảy ra tại vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng hay Bắc Cạn. Các khu vực khác thuộc Trung Du, Đồng Bằng hầu như không có mưa. Còn ban ngày chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng phía Tây nên thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 cho tới 38 độ. Người dân cần chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên trong 3 ngày tới cũng nằm trong sự chi phối của vùng áp thấp nóng phía Tây với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 cho tới 39 độ. Vùng núi phía Tây có nơi còn trên 40 độ. Còn tại khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ có phần dễ chịu hơn, trưa chiều dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ nhưng nắng nóng thì không quá gay gắt. Dự báo nắng nóng còn duy trì và kéo dài nhiều ngày, người dân các khu vực này cần cảnh giác cao với cháy nổ, cháy rừng cũng được cảnh báo ở mức độ cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới, gió Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ, thậm chí mạnh hơn trong khoảng thời kỳ từ ngày 20 tháng 5 trở đi. Mưa sẽ gia tăng hơn về lượng, đều hơn về diện và cục bộ có mưa vừa mưa to, kèm theo đó là dông sét, gió giật mạnh. Người dân cần hết sức lưu ý cảnh giác. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, gió tại các khu vực trên Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến ở mức trung bình nên không gây biển động. Chỉ lưu ý phía đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Và trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, ảnh hưởng xấu đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 18 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.